Hello anh em, lại là mình đây anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục làm clip bán phôi mai, mời anh em vào sưu tầm ủng hộ nha. Thì hôm nay thứ sáu, thì cuối tuần em chúc anh em có một tuần mới thật là vui nha anh em nha. Thì hôm nay anh Cháy mới về một số phôi mini giá sinh viên, có những cây đế rất là đẹp nha anh em nha, giót ngọn. Đấy, thì anh em mời anh em vào xem kênh, nhớ like đăng ký ủng hộ kênh luôn, rồi xem clip này của anh Cháy, coi ưng cái nào thì mình ủng hộ anh Cháy luôn nha. Đấy, một số phôi cũng có một số đã lên nhựa. Đấy, lên nhựa rất là sung nha mọi người nha. Đấy, có mấy cây đẹp lắm anh em à. Đấy, chân dài, bấm xuống, quá đẹp, quá tuyệt vời luôn anh em à. Đấy, anh em cũng biết mình rồi, mình thì chuyên bán phôi mai vàng Bình Thuận. Ui, chuyên bán phôi mai vàng Bình Thuận, mình lên vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Anh em sắp xếp thời gian vào xem và ủng hộ mình luôn nha. Đấy, rồi anh đây là anh Lò Văn Cháy. Anh Cháy, hello anh em, cái anh Cháy. Ê, hello mấy anh em, lâu lắm mới lên gặp mấy anh em lại nè. Nhớ mấy anh em quá mấy anh em ơi. Bữa giờ do đi dừng ở lại để săn phôi nè, giờ cho mấy anh em siêu tầm. Hôm nay mình đã quay lại, xin mời mấy anh em vô ủng hộ nhiệt tình giùm mình nha. Ủa, ngày hôm qua anh Cháy đi đám cưới vui anh Cháy? À, bữa chứ. Nói chung cũng vui mà đều bữa. Chú Dễ tới anh muốn sặc luôn á. Vậy không? Cười muốn sặc. Đấy là chú Dễ không đẹp trai bằng anh luôn không? Thôi nghĩ sao nó cười chú Dễ mà cười phét mà nó xếp đi từ trên đây xuống. Mà đúng dạ, bữa đó trong đó là anh đẹp trai nhất luôn á. Ủa vậy hả? Hàng chi ở trong đó mấy anh rồi xong tới em hay sao á? Thấy mấy người phụ nữ dạo dật quá trời luôn trời. Rồi. Mời mấy anh em vô siêu tầm ủng hộ. Mời anh em quay lại nè. Thì nãy giờ mấy anh em mình tấu hài cho nó vui thôi, chứ thật sự mục đích hôm nay là quay mai bán anh em à. Đây, phôi đầu tiên nè anh em. Chân dễ nè. Cái dễ này thì nó bị nghịch anh em à. Nó sẽ đi lương qua đây, nghịch. Cho nên mình về mình trồng sống xong mình đục cái dễ này bỏ đi, nó mới lòi lên đẹp. Nhưng mà mình giữ lại, tại vì dưới đây nó chi dễ cám rất là nhiều. Cây nó có 1-2 miếng thẹo đây. Đấy, vàng chi rất là đẹp nha. Vàng chi giót ngọn cấp cô đầy đủ, đế bên mặt này là liền bề hết luôn nè. Đấy đó, anh em mà thấy đế cỡ này thì biết vàng dễ ở dưới nó cỡ nào chứ nữa. Đế A, đế ạ luôn anh em à. Rồi mời anh em xem thông số cây nha. Cây quá đẹp, quá tuyệt vời anh em ơi. Rồi mời mấy anh em xem quanh đây. Cây này mà ông chơi cây đầu tiên cho nó giật dở đây anh em. Giật cho giật dở luôn mấy anh em ơi. Quanh 50. Rồi cao. Cao 50. Bầu luôn anh Trái ơi. Bầu dài 37. Giật mấy anh em ơi. Ủa mà nãy giờ anh Trái xong nói anh em sưu tầm ủng hộ rồi. Nói rồi, nhờ mấy anh em vô sưu tầm ủng hộ tôi. Sao đấy là có vũ cô bạn chú bác gì anh em vô coi nói luôn không? Nói chung là mấy anh em với cô ba cô tư là đủ rồi. Đủ rồi hả? Đủ rồi. Rồi tại okay vì sao em. Một người mua 2 cây mà có 10 mấy cây á. À, nghĩ 5 anh em rồi 2 cô nữa là thấy 14 cây, còn cây để lại thấy dư rồi hả? À dư rồi. Rồi ok anh em. Vì cây này đầu clip mình xin chốt đơn với anh em 1700k nha. Anh em sưu tầm ủng hộ nha. Cây này rất là đẹp, chi đẹp, đế đẹp mà khủng nữa, hoành tới 50 rồi anh em à. Mà tỷ lệ cây này thì khá ok, tại rễ rất là nhiều nha. Chúc đơn anh em ơi. Rồi mọi người ơi, mời mọi người quay lại nha. Trong quá trình anh Cháy nghỉ giải lao, mình quay lại. Thì giới thiệu đến anh em một phôi nữa. Đù, phôi này anh Cháy lấy bầu rất là kỹ nha anh em nha. Nào thấy không? Bầu cao. Cây này thì bộ đế khá ok. Đấy, đế rễ ok luôn. Cây này thì theo mình quan sát thì thấy 6 thăng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cụm rừng này là 6 thăng nha mọi người nha. Đấy, cây nó có cúc chủ, giót ngọn, có chi ở dưới rồi bài bản luôn. Đấy, dễ thì cũng khá nhiều nha. Cây thấy dễ nhiều đó. Dễ mặt này nè, nhiều đấy. Nhiều lắm, dễ nhiều. Rồi anh em xem thông số cây này đi. Cây này chỗ đây có bệ xuống là dứt chân dễ đây. Tới đây có chân dễ nữa. Đó, cây này mặt tiền của cây là hướng này nha anh em nha. Mời anh em xem thông số. Mời mấy anh em xem quanh đây. Quanh 42. Chà, bữa nay anh Cháy đo quanh sẵn đào hay sao ta? Cao 41. Quanh khủng không ta? Bầu dài 36. Dứt đi mấy anh em ơi.
chốt. Rồi, cây thứ hai mà anh em sưu tầm. Rồi mọi người nào, tiếp tục nào mọi người, một phôi nữa. Cây rất là nghệ thuật nha, ok nha. Cây này rễ cám rất là nhiều luôn. Đu anh cháy vào này lùi dễ đào hay sao? Để không cây này nó được một cái nữa là nó sạch không tì vết, năm chi ngũ phúc luôn anh em à. Đấy, cây đế A luôn nha, đế nơm nhìn nở đế cũng được, bầu rễ rồi cũng khá ok. Đây dễ nè anh em nè, đấy dễ cỏ anh em ạ. À, dễ nè đó, cây rất là sung, anh em nhìn vết cắt là biết cây sung cỡ nào rồi. Thôi xây một vòng nữa cho anh em xem rồi mình chốt đơn anh em. Rồi mời mấy anh em xem văn. Lúc mà anh moi mấy cây này anh có hồi hộp không anh trái? Không ơ. Quen hả? Lúc mà tụi nó chạy xe gần tới mới có hồi hộp. Hoành 26 cao 45 bầu dài 30 dứt đi mấy anh em ơi. Chốt đơn. Đùa chốt. Trời hôm nay sao thời tiết sao nó bộ u ám như ta. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục là xin chia sẻ với anh em một cái rễ của cây mai nha. Cái này là phần cây nhưng mà nó xấu quá, cái thằng phần thang xấu quá nên anh cháy quyết định lấy cái cọng rễ thôi. Đấy, để thang lại cũng chết luôn rồi. Đây nè, chừng dễ bấm xuống, nói chung cái bầu này bầu độ cho nên là mình không có tháo ra thì anh em cũng biết rồi đó, dễ nó bấm xuống vậy đó. Ba chân téo nhau nè, cái này thì nó sạch. Đấy, chỗ đây cắt hơi ngắn một tí nhưng mà nó dính vô rồi, không có xét cắt da nữa, cho nên anh em đóng bo, đóng đầy bo cho nó đi cái cành ngọn đi cành rớt xuống, đóng bo này làm đỉnh là đẹp. Thẹo đó 10 năm bo, từ từ mình bo thẹo đó lại nha mọi người nha, tại vì nó có cái co rất là độc nè. Rồi mời anh em xem thông số cái dễ này. Trời, cái bầu gói cao hơn gan bên này. Mời mời mấy anh em xem vành nè. Vành 16 cao 58 chiều ngang của bầu là 24 cao bầu, chiều cao của bầu là 23 chốt đơn anh em. Yeah. Rồi mọi người nào, quay lại một phôi nữa nè, một phôi bưởi đế phải nói là hết sức mê ly. Đấy nè anh em thấy không? Đó 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 đó, một cái lũ thép đi xuống đây. Ừ, lũ thép rồi nha anh em nha, da đã tóm xuống rồi phải không? Đây nữa, đây nữa, chân dễ nè. Ừ, đây chân dễ nằm đáy rồi. Đấy, đây nữa nè, cây này thì giót ngọn ba chi, giót còn cực kỳ gắt luôn, sang dòng anh cháy. Cây khá đẹp nha anh em nha. Rồi mời anh em xem thông số cây. À, mời mấy anh em xem vành á. Vành 37 cây đẹp không, mặt tiền của cây nè, cao 56 cái cành này mình đánh cong cong xuống lại cho nó cân đối với tán bên kia nha anh em. Bầu dài 38 dứt đi mấy anh em ơi. Chốt đơn liền, gấp gấp. Tiếp tục anh em nào, một phôi nữa, cây trực một cốt nha anh em nha. Cây dễ đế tạm được nè. Đấy nè, đây nữa, cây ok đấy. Mặt này đế A luôn anh em, đế A dấu nặng nữa thành đế A đấy anh em à. Bầu rất cao, bầu gan, cây sạch không tì vết luôn mọi người. Rồi mời anh em xem thông số cây ơi, được thì mình vào việc luôn. Cây này có cái chi phóng ra nha mọi người nha. Mời mấy anh em xem để chỗ này liền lạc, anh cháy đâu có dám khư đất chỗ này ra, để lại cáo rồi. Kiếm cục đá mình trồng, kiếm cục đá nhét vô đây nè nó mới đẹp. 32 thành cây cởi đá, cao 44 thời tiết hơi xấu nên clip hơi tối anh em thông cảm nha. Bầu dài 36 mấy anh em ơi, dứt mấy anh em ơi. Trời này nè nha, da solo bóng chuyền mới dứt mới nhất. Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi nghệ thuật nữa anh em à. Phôi này đế bấm xuống rất là đẹp nha, cây đập đấy, cây bấm xuống khum ra thế này là thế 68 à. Chân nè, đấy chân nè, chân chân nè, hai chân téo mãi nè, thấy chưa, cây sạch cây. Giót ngọn luôn, chi cấp đầy đủ, cây bầu cũng quá chắc luôn anh em à. Hả, chân dễ rồi khá nhiều nha. Rồi mời anh em xem thông số cây, cây quá đẹp quá tuyệt vời luôn. Mời mấy anh em xem vào đây. Vành 33 cao 37 được ông lớn, ông lớn. Con chi phóng già 24 bầu ơi, bầu dài 36 dứt mấy anh em anh ơi. Anh em còn chần chờ chơi nữa, cây đẹp mà em tranh thú. Mọi người nè,
tiếp tục nè mọi người, một phôi nó đủ. Phôi này đẹp đấy. Chân dễ nè, đấy, nè. Dễ tới đây nó chi ra nha mọi người nha, nè, đấy. Đù, dễ này quắn như lò xo trời. Đấy. Cày đế chi được. Cày này ở đây nó lượn như đây, đục chỗ này bỏ xuống chân nó nè, ha. Cày nó có miếng thẹo lũ chỗ đây. Rồi. Cày này cũng tương đối sạch, chi dốc ngọn hết toàn bộ. Đục cây lượn đẹp á chứ. Cây này mà ông dứt thì còn chẳng chơi với nữa, đem em nó về vườn để chăm sóc liền. Mời em xem thông số cái phôi này, cây này bầu oan nha anh em. Cây bề lắc quanh 28, cao 32, bầu dài 38, dứt mấy anh em ơi. Chốt luôn. Rồi mọi người là tiếp tục nào, một phôi nè. Phôi này trực bay bay xiên nha anh em nha. Chỗ đây này chưa bôi keo nè anh trái nè. Đây nữa nè, mấy cái vết này nữa nè. Thấy chưa? Dạ, thấy anh chậm nữa. Rễ đế ok, thấy không? Cây mới về cho nên trái chưa vệ sinh kịp anh em nha. Lát nữa trái sẽ vệ sinh lại. Rồi cái nào sót anh em về làm lại nữa. Năm chi nè anh em, bay xiên năm chi, thấy gì chưa? Bay xiên năm chi á. Cây được đấy. Cái này vô bo giờ mới viên. Bo gì anh? Vô bo giáo thủ đức. Rồi. Siêu bông thủ đức gì đó. Siêu bông Bình Lợi. Bình Lợi. Khỏi khỏi anh. Em xem nào. Không khỏi, khỏi luôn. Vành 23. Cao 36. Bay. Bay 49. Bầu. Bầu dài 27. Bầu cao. Bầu cao 16. Giấc mấy anh em ơi. Anh Vinh đã vào. Anh Vinh đang ăn bánh mì. Rồi tiếp tục nè mọi người nè. Vào lại nè mọi người nè. Một phôi nữa nè mọi người nè. Đấy. Đấy. Chân dễ nè. Đấy. Phôi này phôi cũ nha mấy anh em. Phôi này lên nhựa thì xịt mầm lên nhựa rất là sung nha. Xịt mầm nè. Mầm ú ú luôn tự. Mầm này giống mầm mỡ heo dưới trời. Cây có miếng thẹo lũa đây. Ôi ôi dàn chơi nè. Cũng được đó chứ. Cây này mà ai chút trời. Rồi anh cháy, anh cháy quay làm xuyên, quay xuyên đúng 3 vòng nữa anh cháy. Đó. Một. Vòng thứ nhất đã qua. Hai. Vòng thứ hai cũng qua luôn. Rồi thôi khỏi mấy anh em chốt rồi quay chi nữa. Vòng thứ ba mới chốt. Chốt. Đây. Rồi mời anh em xem thông số cây 3 vòng nha. Cây này đặt tên nó là cây 3 vòng. Rồi mời mấy anh em xem vành đây. Cây chỉ dữ vậy. Cháy. Vành 30. Ừ, cây này đẹp á, cây này vô chậu đẹp á, nghệ thuật á. Cao 50. Anh em lấy về vô chậu ơi. Bầu dài 34. Cái chậu em dư. Rất mấy anh em. Chân dễ mà lên nhựa. Chút má ơi. Chú. Dứt. Tiếp tục anh em ơi, một phôi chân dài hàng ngắn nữa. Đế dễ ok. Đấy, cây có miếng thẹo lũa đây nè. Trên này có một miếng thẹo lũa nữa. Chi dốc ngọn lại, cây đang chuẩn bị lên nhựa. Xây một vòng. Đấy, cây hơi lắc nhẹ nha anh em nha. Cây này mà gặp em á nha, chim đậu đẹp lắm. Mời anh em xem thông số. Chi này da cu đậu đẹp nè. Đẹp không? Đẹp. Không để nàng tiên cá nằm đây mà để cu. Để cu nó mới hấp dẫn. À, mời mấy anh em xem quanh. Con cu nó gáy cù cù anh phải không? Quanh 34. Cây này cũng cây cũ rồi mấy anh em nha. Nhất chân mà cũng ăn. Cao 60. Bầu dài 35. Dứt mấy anh em ơi. Cây đế đẹp á. Tiếp tục mọi người ơi, một phôi nữa nè. Cây này cũng đẹp đấy anh em à. Anh em coi kỹ cái cây này được thì mình chốt sưu tầm luôn nha. Nhập vườn đi anh em ơi. Chân dễ đầy đủ. Cây của anh trái rất là nhiều luôn nha anh em nha. Giới thiệu từ ban đầu không ư. Cây có miếng thèo lũa đây nè. Đấy. Cây giót ngọn hết toàn bộ. Chi đẹp. Cây đã lên nhựa nè. Cây này mà không chơi thì còn chẳng chơi chứ nữa. Anh em coi những cái thẹo mà thẹo tự nhiên nè anh em, thấy không? Da của nó tóm xuống nè. Đấy. Mời anh em xem thông số cây này. Mời mấy anh em cây xem chi cũng lá lướt đó chứ. Đẹp đó chứ. Quanh 41. Cây nó hơi đen chứ anh cháy anh em. Anh cháy cao xong. 41. Anh cháy cái gì vậy? Đen số 1. Bầu dài 38. Dứt mấy anh em ơi. Chốt kèo cây đen đi. Tục anh em một phôi nữa nè. Phôi này quá đẹp luôn nè. Đế rễ nè. Đấy. Đế rễ khá ok. Cây có miếng thẹo trong cái nách này nè. Kín rồi.
cây lên nhựa full hết luôn nha mọi người nha, full chi. Đấy, cây một hai miếng thèo lũ làm cây nó già, giót ngọn toàn bộ, nhưng mà cây này chật hai cốt rất là đẹp nha. Cây này là cây nghệ thuật. Cây này nó được một cái nữa là nó gom bầu và mình vô chậu vừa để chơi anh em à. Thấy không? Hai cốt rõ ràng. Rất là tuyệt vời. Tình anh em, mời anh em xem thông số. Mời mấy anh em xem vần. Vần 30. Cây này là lúc đắt chưa xuất giá con tình anh em à. Cao 33. Đắt mà lên giá là không có tình nghi gì đó. Dài 28. Dứt mấy anh em ơi. Chốt đơn. Tiếp tục anh em ơi, một phôi nữa. Cây này hai chân nha anh em nha. Dưới đây thêm vài chân nữa. Dễ da đầy đủ nè. Rồi, cây này nhựa lên rất là sung nè anh em à. Đấy, nhựa lên nè, ha. Rất sung luôn. Đấy nè. Lũ thép nha anh em nha. Cây vàng chi quá đẹp luôn. Cây này về làm nhanh da cây lắm anh em à. Cây này mà về mình ghép vô là da cây liền luôn. Tại vì vàng chi nó mịn hết rồi anh em à. Thấy không? Kiếm mấy chậu vừa bỏ vô để bàn rất là đẹp. Cũng thuộc quái á. Quái, cây này dạng cây cúp mà. À, Việt Nam cây cúp gì? Đang tranh vòng loại World Cup hả? Thua rồi. Rồi. Mời mấy anh em xem bàn đây. Quanh 28. Đó, còn 2 giây nữa lấy 4 điểm. Cao 59. Ngồi đá dòng nào chặn nào đúng không? Bầu dài 28. Giúp đi mấy anh em ơi. Mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Tiếp tục anh em một phôi nữa, cây chân rễ khá đẹp nha anh em nha. Cây dễ bộ đế rất là đẹp nha. Đây gút. Cây bầu rất là chắc nha. Cây này cây ăn cắp. Rễ à lũ rất là nghệ thuật. Này nó cây tay chân là nó giót hết toàn bộ. Cũng thuộc dạng đĩ đó. Cây khá lạ mà lực. Mời anh em xem thông số cái cây này. Anh em thấy không? Gút hết toàn bộ luôn. Cây này mà theo em đo gan cắt đều là đẹp lắm. Mời anh em xem thông số cây ơi. Mời mấy anh em xem vành. Lát nữa đo gan cỡ mấy mươi nha anh trai. Vành 40. Cao 31. Tổng chi 34. Ý lộn 34 mấy anh em à, xin lỗi nha. Bầu dài 35. Dứt đi mấy anh em ơi. Chúc được. Chúc kẹo. Rồi cảm ơn anh em theo dõi clip luôn. Chúc anh em một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em 8 giờ tối ngày mai nha. Chào tạm biệt mấy anh em nha.